Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đồ công Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số 252. Thì trong cái video này của em thì sẽ giới thiệu với mọi người có tất cả là 14 cái cây cần ISO nha mọi người. Tất cả đều là chất liệu carbon cả. À, có cả ISO khuyên lớn và ISO khuyên nhỏ. Có cái chiều dài tương ứng là từ 4,5 m đến là 6,3 m. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship. Anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 40.000, cách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có. Thì cây số 1 ở đây em có, đây là một cây cần ISO khoen lớn nha mọi người. Ngoại hình tổng quan của cây số 1 như thế này. Chui của cần đây ạ. Cái phần chui của cần như thế này. Cây này phần góc của cần như thế này. Thì cây số 1 này góc thì có độ lớn là phi 24.3. Ngoại hình của cây số 1 phần gốc thì có một vài vị trí nó vẫn còn bám bẩn như thế này thôi. Với có những cái đường xước rất là mảnh thôi. Có những cái đường vết trời xước khá mảnh. Bát của cần là bát Fury vặn như thế này ạ. Bát vặn dài 5m4, ngọn số 3. Cây này một cây dòng cần của hàng nội địa Nhật mọi người. Yeah, thương hiệu của cần. Thì cây này có cái vị trí giống ngồi cùng này. Vị trí gần cuối giống thì nó có bị bong cái lớp keo bóng này. Đây, cái lớp keo bóng hơi có một vài vị trí nó bị bong nhị đó nha mọi người. Đây. Và dài 5m4, ngọn số 3, khoen của cần đây, cây này thì khá là nhiều khoen. 2 4 6 8 10 khoen ạ. Có bao gồm tất cả là 10 khoen bao gồm cả đầu bu, ISO khoen lớn có 10 khoen. Và ngoại hình các giống bên trong đây. Đây là giống ngọn. Ngoại hình giống ngọn thì khá là ok. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào, tính từ ngọn tính vào đây ạ. Nói chung là cũng khá là ok, không có trầy xước gì đáng kể cả. Còn ISO khoen lớn. Đây là giống thứ ba, tính từ ngọn tính vào. Và giống thứ tư. Cây này có tổng cộng là 5 giống, dài 5m4 ạ. Có 5 giống. Thì giống thứ tư, tức là giống thứ hai tính từ gốc tính vào thì có những cái vết sờn xước như thế này ạ. Vết sờn này cũng khá là cũng không nhiều lắm, vết sờn. Và khoen của cần tất cả các khoen đều là khoen Fury loại xứ xám. Loại xứ xám nha mọi người. Khoen Fury loại xứ xám thế này. Có tổng cộng là 10 khoen. Cây này cũng khá là nhạt khoen. Ngoại hình tổng quan của cây số 1 như thế này. Cây này chỉ có cái phần giống bên ngoài thì cái vị trí này nó bị bong cái lớp keo bóng ra thôi. Và cây số 1 đây là một cây cần ISO khoen lớn dài 5m4. Ngọn số 3 có độ lớn ngọn là 1.5 ly. Thì cây này cứng tầm khoảng là khoảng 15 nha mọi người. Và tầm khoảng bên cần tay là 3 đến 3,5 hát, 3 hát rưỡi đến 4 hát bên cần tay. Dài 5m4, khi rút vừa còn lại là 110cm và nặng là 385g. Và có độ lớn gốc là phi 24.6. Và cây số 1 này có giá là 780.000. Tiếp đến là cây số 2. Cây số 2 ở đây em có đây một cây cần dài 5m4. Cần này là cần C-Advance, là cần của một hãng cần của Hàn Quốc xuất nhập nha mọi người. Này, chui của cần, cây này chui của cần đây. Và góc của cần, cây này góc có độ lớn là phi 22.2. Bát của cần này là bát gặp Fury FS6 này ạ. Ngoại hình thì cây này nó có những cái vết xước cũng khá mảnh thôi, không đáng kể. Này, có những vết xước phần góc. Có những cái đường xước thế này. Dài 5m4 bao gồm có 6 giống. Hàng của Made in Korea, Hàn Quốc xuất nhập. Dài 5m4 đây, ngọn số 1. Thì cây này có bị xước ở những cái đường thế này. Nó xước ở trên cái phần lớp vỏ bên ngoài, cái lớp keo bóng bên ngoài của cái cần. Tem, phần tem của cần. Cái vị trí này là bị dính keo bẩn nha mọi người. Cây này là một cây cần ISO khuyên nhỏ. Thì có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 và 10 khuyên, bao gồm cả đầu bu luôn. Và khuyên này là khuyên Fury cả nha mọi người. Đây, khuyên Fury loại xứ xám.
loại sữa xám xanh. Thì cái này là nó bị dính keo này, dính keo cái màu xanh này, chứ không phải là khoen lai nha mọi người. Nó bị dính keo. Khoen Fury loại sữa xám xanh có bao gồm có tổng cộng là 10 khoen. Ngoại hình các giống bên trong đây ạ. Đây là giống ngọn. Ngoại hình giống ngọn thì cũng khá là ok. Trời xước cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ có cái ngoại hình giống bên ngoài thì có những cái đường mà xước mảnh như vậy. Có tổng cộng là 6 giống ạ. Một vài giống có những cái đường xước khá rất là mảnh thôi. Đây là giống thứ hai tính từ gốc tính vào ạ. Giống thứ hai thì có những cái đường sơn xước. Thì cây số 2 này dài 5m4, ngọn số 1, độ lớn của ngọn là 0.7 ly. Thì độ cứng tương ứng tầm khoảng là 1 hạt đến 1 hạt rưỡi bên cần tay ạ. Và cây này dài 5m4, khi rút về còn lại là 105cm. Và gốc có độ lớn là phi 22.2, cân nặng là 248g. Và cây số 2 này có giá là 580.000. Tiếp đến là cây số 3 ở đây. Cây số 3 ở đây em có đây là một cây dài 5m3 như thế này. Cây này là ngoại hình tổng quan của cây số 3. Cây này là một cây đai hoa dài 5m3, chua của cần như thế này ạ. Cây này thì gốc có độ lớn là phi 21.6. Bát của cần, đây là bát hãng đai hoa như thế này nha mọi người. Này. Thì cái cây này vị trí phần chỉ quấn thì nó cũng một vài vị trí nó cũng hơi bị khô keo nên nó có đường răng răng thế này nha. Nhưng mà đây nó lâu nó khô keo. Cây này thì ngoại hình giống cũng khá là dài. Ngoại hình giống bên ngoài. Cây này và ngoại hình giống bên ngoài thì có những cái vết trài xước. Thì ngoài nó hơi bị xước thế này nha. Dài 5m3, ngọn số 1, cần của đai hoa Made in Japan nha mọi người. Đây, cần Made in Japan. Thông số mã code của cần. Nó bị hơi bị tông cái lớp keo thế này. Đây. Thì cây này ngoại hình bên ngoài cái giống bên ngoài nó cũng có những vết sờn xước thế này nha. Ngoại hình tổng quan của cây số 3 thì cây số 3 này có ngoại hình giống người nó hơi bị sờn, những cái đường sờn cũng khá là mảnh. Và khoen của cần cũng là khoen Fury, cây này có tổng cộng 2, 4, 6, 8 và 10 khoen bao gồm cả đầu bu. Và cây này là dạng cũng cần ngọn mảnh cả, ngoại hình các giống bên trong. Đây là giống ngọn. Thì giống ngọn hầu như là không có trời xước gì. Là giống thứ hai tính từ ngọn tính vào. Và giống thứ hai cũng là khá là đẹp. Giống thứ ba. Giống thứ ba cũng khá là ok. Có một vài vị trí nó có những cái đường sờn khá mạnh thôi. Đây là giống thứ tư. Thì giống thứ tư giống này là xoắn X2 da nha mọi người. Đây. Giống thứ tư này là xoắn X2 da. Có những vết sờn xước thôi này. Không nhiều lắm. Thì cây này chỉ có cái phần giống ngồi nó phối cái màu này, họ sơn cái màu như thế này nhưng mà đã bị sờ một vài vị trí nó nhìn nó hơi bị tối nhị một tí thôi, không có đáng kể. Tổng quan của cây số 3 như thế này. Thì cây số 3 này dài 5m3, khi rút về còn lại là 115cm, có cân nặng là 179g thôi ạ. Và ngọn số 1 có độ lớn ngọn là 0.9 ly. Và có độ cứng tương ứng tầm khoảng 1 hạt đến 1 hạt rưỡi bên cần tay ạ. Cây này thì gốc cũng khá nhỏ, gốc có độ lớn là phi 21.3, nặng là 179g. Và cây số 3 này có giá là 800.000. Cần đai hoa. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 này em có một cây cần dài 5m4. Ngoại hình tổng quan của cây số 4 thế này. Cây này là dòng cần của Hàn Quốc nha mọi người, Simat. Chui của cần thế này. Và cây số 4 này gốc có độ lớn là phi 24 luôn ạ, 23.8 thì còn 24. Ngoại hình của phần gốc thì nó có bị sờn xước này, sờn do va chạm, sờn trong quá trình sử dụng cũng do lâu ngày nó sờn thế này nha mọi người. Thì bởi vì những cái cần này nó được phủ bọc bên ngoài một lớp keo bóng thế này nên nó lâu ngày nó sờn này. Cần là cần Simat. Simat là một dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật. Đây, Made in Korea đây ạ.
dài 5m4, ngọn số 1.5. Bát của Cần là bát gập Fury FS6. Bát Fury như thế này. Ngoại hình tổng quan của cây số 4. Thì cây số 4 này, cái phần cuối góc này nó có những cái vết tróc sơn. Đây. Cái này thì nó bị tróc sơn nha mọi người. Phôi của Cần vẫn còn khá là ok đây. Không hề ảnh hưởng đến phôi, chỉ cái đường mà tróc nước sơn. Và khuyên của Cần. Và khuyên này là khuyên Fury nha mọi người. Đây, những cái khuyên. Và có một cái khuyên lai. Khuyên lai là cũng là khuyên Fury nhưng mà cái vòng bên ngoài là vòng màu trắng. Thì cây này có tổng cộng 2, 4, 6, 8, 10 khuyên bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Khuyên Fury. Ngoại hình các giống bên trong. Đây là giống ngọn. Giống thứ hai tính từ ngọn tính vào. Cũng không có trời xước gì đáng kể cả. Và đây là giống thứ 3, tính từ gốc tính vào nha mọi người. Hầu như là cũng khá là ok, khá là sáng tầm. Những cái giống bên trong. Đây ạ. Đó là ngoại hình các giống bên trong của cần số 4. Thì cây số 4 này dài 5m4, khi rút vừa còn lại là 105cm, và gốc có độ lớn là phi 24. Và cân nặng là 267g. Ngọn là ngọn số 1.5, có độ lớn ngọn là 1.4 ly. Và có độ cứng tầm 1,5 đến 2 hát bên gần tay ạ. Và cây số 4 này có giá là 620.000. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 ở đây em có một cây cần của Alpha Tucker. Alpha Tucker là một dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật luôn ạ. Và cây này dài 5m4. Và góc của cần lại có độ lớn là phi 23.9, khoảng 24, phi 24 luôn nha. Đuôi của cần đây. Thì cây này góc thì có những cái vết sơn như này nha mọi người. Cây này cũng vậy, có góc của phần góc có những vết sơn. Bát của cần là bát gập Fury FS6, cần của Alpha Tucker Made in Korea. Dài 5m4, ngọn số 2. Có những vết sờn suốt nè. Sờn ở đây là sờn cái lớp keo phủ bóng bên ngoài của cái cần này. Cần này họ cũng được bọc bên ngoài lớp keo bóng rồi. Đây. Dài 5m4, ngọn số 2. Và khuyên của cần. Khuyên của cần ở đây cũng là khuyên Fury. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10 khuyên. Bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Khuyên thế này. Khuyên thì cũng khá là ok. Và khá là sáng bóng. Ngoại hình các giống bên trong. Đây là giống ngọn. Giống ngọn và giống cờ ngọn thì cũng khá là ok ạ. Hầu như là không có trời xước gì đáng kể cả. Giống thứ hai tính từ ngọn đến vào thì có một vài vị trí nó được có những đường xước rất là mảnh như này thôi nha mọi người. Đây. Đường khá là mảnh thôi. Em zoom rất là cận cái camera nên mọi người nhìn rất là khá là rõ chi tiết những cái vị trí nó sơn. Thì những cái vị trí sờn xước thì em sẽ view lại rất là kỹ cho mọi người xem. Còn hầu như là nếu như không có sờn xước gì thì em sẽ đi qua nhanh. Đây, cái vị trí sờn này. Đây là giống thứ 3 tính từ gốc tính vào. Thì vị trí này nó cũng có sờn nhẹ nữa nè. Đây là giống thứ 4 ạ. À, giống thứ 2 tính từ gốc tính vào ạ. Giống này thì một vài vị trí nó cũng có những cái vết sờn khá mạnh như này thôi. Đây có những cái đường sờn xước mạnh. Đó là giống thứ 2 tính từ gốc tính vào. Đây. Và cây số 5 này dài 5m4, ngọn số 2, khi rút về còn lại là 102cm. Nặng là 286g. Và ngọn có độ lớn là 1.3 ly. Thì độ cứng tầm cũng khoảng là 1,5 đến 2 hát bên gần tay thôi. Dao động khoảng đây. Và gốc có độ lớn là phi 24. Và cây số 5 này có giá là 650.000. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 ở đây em có một cây cần
của Hàn Quốc xuất Nhật, dòng New SS như thế này, dài 4,5 m, ngọn số 1, ngoại hình tổng quan của cây số 6 này. Thì cây này ngoại hình cũng khá là sáng đẹp, chui của cần thế này, và góc của cần là có độ lớn là phi 21.8, khoảng gần 22. Rồi, sensitivity grip toàn của cần. Ngoại hình phần góc thì nó cũng có những cái vết sờn này. Thì cây này nó có màu xanh xanh lá cây, xanh rêu, nó phối cũng khá là đẹp, nhìn cái màu này. Thì cái này là phần ba chỉ quấn của cần, cái này là em nghĩ là nó không phải là bị răng đừng kêu gì đâu nha. Cái này là em nghĩ là họ họ thiết kế kiểu này này, nhìn cũng khá là đều, nhìn khá là đẹp, nhưng không phải bị nứt kêu gì cả. Bát của cần là bát gặp Fury FS6 thế này ạ, dài 4,5 m, ngọn số 1, ngoại hình của cây số 6 này cũng khá là sáng đẹp, có những cái sơn rất là mảnh thôi, sơn rất là mảnh và nhẹ thế này thôi, không nhiều lắm đâu. Đây, vị trí này là dính kêu nha mọi người. Và khoen của cần thì cây này cũng là khoen Fury cả, dài 4,5 m, có tổng cộng là 2, 4, 6 và 8 khoen, bao gồm cả đầu bô khoen Fury cả nha mọi người. Đây ạ. Và ngoại hình các giống bên trong, cái này ngọn cũng tương đối không không mạnh và cũng không lớn lắm đâu. Cây này ngoại hình giống bên trong khá là sáng đẹp, hầu như là không có trầy xước gì đáng kể, có những cái vết sờn khá mảnh thôi. Và cây số 6 này dài 4,5 m, khi rút về còn lại là 102 cm, và có góc là độ lớn là phi 21, có cân nặng là 155 g, và độ lớn ngọn là 0.6 ly. Thì cây này cứng tầm cũng khoảng 1,5 m bên cần tay nha mọi người, 0.6 ly. Và cây số 6 này cũng có giá là 650.000. Tiếp đến là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có là một cây dòng cần cũng của Hàn Quốc, C-Forcing thế này, dài cũng 4,5 m, ngọn số 1, phần chui của cần như thế này ạ. Và góc của cần, cây này góc có độ lớn là phi 21.9, là khoảng là phi 22 ạ, phi 22 cây số 7. Phần góc của cần nó cũng có bị sờn xước, cây này thì góc sờn xước cũng tương đối thế này nha mọi người. Cây này là có màu sơn là màu đen. Bát của cần là bát gặp Fury FS6, dài 4,5 m. Dòng cần đây, cây ngoại hình bên trên thì nó có những cái đường sờn thế này, nó có xước thế này. Đây là giống bên ngoài, giống bên ngoài thì còn những cái vết xước nó cũng tương đối. Cái này là lớp tem keo này nha mọi người, tem cái keo nó bị dán nó dính nha. Thì cây này do nó va chạm với cũng khá nhiều nên nó cũng sờn xước cũng tương đối. Và khuyên của cần, đây khuyên cũng là khuyên Fury nha mọi người, dòng khuyên Fury cả, 2, 4, 6, 8, 10 khuyên, bao gồm cả đầu bô. Cái này có tổng cộng là 10 khuyên bao gồm cả đầu bô ạ. Và ngoại hình các giống bên trong đây, đây là giống ngọn, giống ngọn thì khá là ok. Cái này nó bị dính keo này, dính keo. Đây là giống thứ hai, tính từ góc tính từ ngọn tính vào thì một vài vị trí nó cũng có những cái đường sườn sờn xước như thế này nhá. Giống này nó cũng có bị sờn thế này nha. Có những cái đường sờn. Thì cây này ngoại hình nó cũng tương đối không được đẹp lắm nha mọi người. Thì cái những cái vết sờn nó cũng li ti, cũng khá tương đối. Này. Về cây số 7 này, dài 4,5 m, khi rút về cũng còn là 102 cm, và có độ lớn gốc là phi 22, nặng là 167 g, và ngọn có độ lớn là 1.1 ly, cứng cũng tầm khoảng 1,5 m, 1 h đến 1,5 m mà cần tay ạ. Và cây số 7 này có giá là 500.000, ngọn số 1, dài 4,5 m. Tiếp đến là cây số 8 ạ.
Thì cây số 8 bên em có là một cây cần của Simat. Simat là dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Chuôi của cần thế này. Và gốc của cần. Thì cây này gốc có độ lớn là phi 24.5, vị trí lớn nhất và vị trí trung bình thì tầm khoảng là phi 23 thôi ạ. Vị trí cá cần gần cuối thì nó hơi lớn thôi. Đây cần của Simat đây này. Cái này là lắp tim nó dán này, vẫn còn dính keo nha mọi người. Đây, ở đây chúng ta lau nó ra hết luôn. Ngoại hình của cần phần gốc này thì có những cái vết xước nhưng mà không có nhiều lắm đâu, khá là mảnh, khá là nhỏ. Bát của cần là bát cặp Fury FS6 đây ạ. Vị trí dính keo, có những cái đường sờn khá là nhỏ thôi. Ngoại hình tổng quan của cây này phần giống bên ngoài thì cây này ngoại hình cũng khá là nhìn khá là sáng cần, trời xước cũng không có nhiều lắm, có sờn khá là mảnh. Và khuyên của cần thì cây này khuyên Fury cả, có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 12 khuyên bao gồm cả đầu bu luôn nha mọi người. Và ngoại hình các giống bên trong vị trí này là giống keo nè. Giống thứ hai thì cây này có một vài vị trí nó hơi bị sờn, những cái đường sờn khá mảnh với nó hơi bị dính bận, nó nhìn nó bóng bóng thế này thôi, không có trời xước gì đáng kể cả. Nó vẫn còn bị bám bọng nhẹ thôi, vết sờn xước thì cũng không có nhiều lắm. Đây là giống thứ ba, tính từ gốc, tính từ ngọn tính vào. Không có sờn nha mọi người, cái đây là nó em cảm giác như nó bị bám bẩn hay là bị ánh gì đó. Sờn thì cũng không phải sờn. Giống thứ tư. Dài 5m4, ngọn số 2. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào. Giống thứ hai thì có những vết sờn cũng tương đối thế này. Nhìn tổng quan của giống thứ hai như thế này. Đây là giống thứ hai. Và cây số 8 này là cây cần của Simat, cây của Hàn Quốc xuất Nhật, dài 5m4, ngọn số 2. Thì và khi rút về còn lại là 102cm và gốc có độ lớn là phi 24 ạ. Và có cân nặng là 309g. Ngọn có độ lớn là 1.2 ly và độ cứng tầm khoảng 1 hecta rưỡi đến 2 hecta bên cần tây. Và cây số 8 này cũng có giá là 650.000. Tiếp đó là cây số 9. Cây số 9 ở đây em có một cây cần của Osaka. Cây này là dài 6m3 nha mọi người, chuôi của cần thế này ạ. Và cây này ngoại hình khá là sáng đẹp. Cần của Osaka, Osaka là một dòng cần của hàng nội địa Nhật ạ. Cây này ngoại hình hầu như không có trời xước gì đáng kể, nhìn tổng quan thì cây này vẫn khá là sáng cần. Bát của cần là bát gặp Fury FS6, dài 6m3, ngọn số 1. Cần của Osaka, biểu tượng của dòng Osaka như thế này cả. Ngoại hình thì nó sờn cũng khá là mảnh, nó sờn cũng không nhiều lắm. Nhìn tổng quan thì cũng khá là sáng cần. Và khuyên của cần, cây này cũng là khuyên Fury cả. Đây, kiểu khuyên này là được điều là khuyên Fury nhé mọi người. 2, 4, 6, 8, 10 khuyên, 11 khuyên bao gồm cả đầu bu. Cái này có tổng cộng là 11 khuyên, bao gồm cả đầu bu nhé. Ngoại hình, thì cây này ngọn số 1 nên ngọn cũng là tương đối mạnh. Ngoại hình các giống bên trong, thì cây này ngoại hình khá là sáng đẹp. Trài xước rất là nhỏ thôi. Đây là giống thứ hai, hầu như là không có trài xước gì đáng kể cả. Và giống thứ ba, tính từ ngọn tính vào. Dài 6m3, ngọn số 1. Đây, giống này thì có những cái đường sờn rất là nhỏ, rất là mảnh thôi ạ. Giống này thì có những cái vết sờn, đây vị trí vết sờn xước này nha. Đây ạ. Nói chung là cũng không có nhiều lắm. Đây là giống thứ ba, tính từ gốc tính vào. Vết sờn đây.
dài 6,3 m nhưng dòng cần của Osaka. Thì để giống thứ hai tính từ gốc tính vào thì cây này giống này có những vết sần thế này nha mọi người. Cái này thì do họ sử dụng rồi cái giống bên trong nó vẫn còn cát, họ kéo ra kéo vô vào nhiều quá nên nó bị xương xước thế này, xước kiểu là bị cây dính cát rồi. Đây là giống thứ hai nó xước như này nha mọi người. Thì giống thứ hai nó xước cũng tương đối. Thì cây số 9 này dài 6,3 m khi rút về còn lại là 105 cm và có độ lớn của gốc là phi 24, gốc phi độ lớn là phi 24 và cân nặng là 294 g và có độ lớn ngọn là 0.6 ly. Thì cây này cứng tầm cũng 1 h đến 1 h rưỡi bên cần tây và cây số 9 này có giá là 720.000. Tiếp đó là cây số 10. Cây số 10 ở đây em có một cây cần của Hàn Quốc xuất nhập luôn ạ. Cần cây này cây cần Sista nha mọi người. Sista là một thương hiệu của Hàn Quốc ạ. Chui của cần đây, cây này để chui nha, cán gốc thì cũng khá là mảnh. Cây này gốc có độ lớn là phi 18.8 thôi, tầm khoảng gần 19. Bát của cần là bát gốc Fury FS6 thế này. Ngoại hình cây này cũng khá là sáng, dài 5,4 m, ngọn số 1. Sista. Có sờn nhưng mà nhìn tổng quan thì nó cũng khá là sáng con. Sờn những đường sờn rất là mảnh này thôi. Và khuyên của cần cũng là khuyên Fury cả, dài 5,4 m. 2, 4, 6, 8, 9 khuyên bao gồm cả đầu bu. Cây này có 9 khuyên bao gồm cả đầu bu ạ. Và ngoại hình các giống bên trong. Đây là giống ngọn. Đó là ok. Giống thứ hai tính từ ngọn tính vào. Đây là giống thứ ba. Cây này họ phối màu cũng nhiều khá là đẹp. Là giống thứ tư. Tính từ ngọn tính vào. Và cây này có tổng cộng là 5 giống nha, 6 giống nha mọi người. Tính cả giống bên ngoài luôn. Giống thứ 5. Tức là giống thứ 2 tính từ gốc tính vào ạ. À. Giống thứ 2 thì có thường hay bị sờn suốt nữa này. Cái giống này nó cũng sờn nữa này nha. Và cây số 10 này dài 5,4 m khi rút về còn lại là 1 m. Có độ lớn gốc là phi 18.4 và có cân nặng là 227 g. Và có độ lớn ngọn là 0.8 ly, có độ cứng tầm khoảng là 1 h rưỡi bên cần tây ạ. À. Và hình tổng quan của cây số 10. Và cây số 10 này cũng có giá là 650.000. Tiếp đến là cây số 11 ạ. Cây 11 ở đây em có một cây cần của Osaka nha mọi người. Osaka là một dòng cần hàng nội địa Nhật. Chui của cần thế này ạ. À. Và cây này thì gốc có độ lớn là phi 23. Cây 11 này gốc có độ lớn là phi 23. Thì cây này bởi vì cái phần gốc của cần này được người sử dụng trước hợp bọc phủ một lớp keo. Keo này nên nó che mất cái tên của cần. Đây nó vẫn còn được vị trí, chưa được vị trí cái ký hiệu của cái dòng cần. Thì em cũng có một cái cần số 9 giống như vậy nha. Đây, ký hiệu của cần này. Nhãn hiệu Osaka. Đây ạ, nó giống nha. Cần số 9 là có nhìn thấy được cái tên của cần Osaka. Cái này thì họ phủ lên nó tránh trầy xước nhưng mà thời gian họ sử dụng lâu nó cũng bị bong ra. Thì cái này nếu mà khách về người ta có thời gian người ta không thích cái này thì người ta thể chùi lâu nó ra. Cái này nó lâu nó, em nghĩ nó ra này nha mọi người, điều nó mất thời gian thôi. Nó hơi bám nó cũng hơi chặt. Đây cậy nó ra hết nè. Đấy ạ. Nó ra được nha. Vị trí thảo cũng được phủ lớp keo luôn. Bát của cần là bát gặp Fury FS6 dài 5,4 m, ngọn số 1. Ngoại hình thì cái phần vị trí này của nó cũng bị sờn xước rồi nha mọi người. Đấy ạ. Sờn này. Đây, cái này cũng được phủ cái keo này lên. Này thì nó chưa bị bong lắm, nó chưa bị xước lắm. Ngoại hình tổng quan bởi vì cái do cái lớp keo nó nhìn cái cần nó không được sáng lắm. Nhưng mà chắc là bên trong cũng khá là đẹp luôn. Nếu mà khách người ta lau hết cái lớp keo này ra. Và khuyên của cần, cái này khuyên cũng là khuyên Fury. Loại xứ xám có tổng cộng là 2 4 6 8 và 10 khuyên bao gồm cả đầu bu. Dài 5,4 m bao gồm cả 10 khuyên ạ. Ngoại hình các giống bên trong. Đây là giống ngọn, ngoại hình giống ngọn thì cũng khá là ok. Giống thứ hai tính từ ngọn tính vào.
hầu như là giống thứ hai này cũng không tài xước gì. Giống thứ ba đây ạ, vị trí gần cuối giống ba thứ ba thì có những cái đường sờn xước rất là mảnh như này thôi, là giống thứ tư. À, giống thứ tư thì có những cái đường sờn thế này nha, không nhiều lắm. Cái đường sờn là giống thứ năm. Cái này có tổng cộng là 6 giống, đây là giống thứ 5, tức là giống thứ 2 tính từ gốc tính vào nha mọi người. Có những cái đường sờn khá là mạnh. Đây. Đây là giống cua, giống bên ngoài. Thì cây số 11 này dài 5m4, khi rút vào còn lại là 105cm ạ. Và có cân nặng là 215g. Có độ lớn gốc là phi 23 và ngọn có độ lớn là 0.7 ly. Thì cây này cứng tầm khoảng 1 hecta tới 1 hecta rưỡi nha mọi người. Và cây số 11 này có giá là 550.000. Tiếp đó là cây số 12. Cây 12 ở đây em có một cây cần dòng cần của Daiwa. Cần Daiwa đấy. Và chui của cần như này. Và cái phần gốc này được quấn nhựa này. Thì gốc có độ lớn là, và em đau luôn cả phần nhựa luôn, thì có độ lớn là phi 24. Bát của cần là bát Fury FS7 thế này. Cái phần nhựa nó lâu ngày keo nó khô nên nó nhìn nó hơi bị không được bóng nha mọi người. Mọi người thì tay này thì keo phủ nó hơi bị khô, nó khô keo rồi. Nó không còn bóng nữa. Còn chui. Còn những vị trí khác thì khá là cũng khá là ok, không có trầy xước gì đáng kể cả. Đây. Cái này dài là 5m3. Khuyên của cần đây, đây đây qua là khuyên của cần là khuyên Fury thôi. Đây, kiểu khuyên này là khuyên Fury cả, cần đây qua là khuyên Fury cả nha mọi người. Nà, nhưng mà cái dòng này, cái khuyên này thì cái cần này nó không có dập cái chữ Fury, nhưng cái kiểu lòng xứ khuyên này đều là khuyên Fury. 2, 4, 6, 8, 11 khuyên. Cái này có tổng cộng là 11 khuyên. Cái này thì ngọn mảnh, ngoại hình các giống bên trong này, đây là giống ngọn. Giống thứ hai tính từ ngọn tính vào, giống thứ hai cũng khá là sáng đẹp, hầu như không có trầy xước gì đáng kể cả. Dài 5m3, thì cây này dài 5m3 nhưng khi rút vào còn lại là 90cm, cũng khá là nhỏ gọn. Đây là giống này nó cũng có những cái đường sờn khá mảnh thôi. Đây, vị trí này nó hơi bị sờn cái này nha mọi người. Nói chung là cây này có một vài vị trí các giống bên trong thì nó cũng có đường sờn xước, nhưng mà nhìn tổng quan thì cũng không có đến nỗi tệ lắm đâu ạ. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào thì giống thứ hai này lại khá là đẹp. Hầu như là không có trầy xước là dọa giống thứ hai này. Thì cây này 2, 3, 4, 5, 6 và 7 giống. Cây này có tổng cộng là 7 giống, dài là 5m3, khi rút về còn lại là 90cm, có tổng cộng là 7 giống. Gốc có độ lớn là phi 23 và có cân nặng là 304g ạ. Và ngọn có độ lớn là 0.6 ly. Cái này ngọn là ngọn số 1. Và có cân có độ cứng tầm khoảng 1 hết tới 1 hết rưỡi bằng cần tay. Dao động khoảng đấy. Và cây số 12 này có giá là 650.000. Tiếp đó là cây số 13. Cây 13 ở đây em có một cây của Daiwa luôn ạ. Dài 4m8, ngọn số 5. Ngoại hình tổng quan của cây số 13 nha. Chưa gỗ cần. Và gốc thì gốc này nó được quấn nhựa nên em đau luôn cả nhựa luôn, thì nó độ lớn là phi 27.5. Này gốc này là nhìn gốc cũng khá là lớn, phi 27.5 nữa. Bát của cần là bát Dai Fury. Đây, cần Fury. Bát của Dai qua thế này. Dài 4m8, ngọn số 5 ạ. Và khuyên của cần
Thì cái khuyên này cũng là dòng khuyên của Fury cả nha mọi người. Bởi vì cái hai cái cây đa hoa này thì khuyên Fury kiểu khuyên như này, nhưng mà lại nó không có dập cái chữ Fury đây, một vài chữ khuyên nhỏ nó dập thôi. Kiểu lòng sứ, kiểu đá thế này đều là khuyên Fury cả. 2, 4, 6, 8 khuyên, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Và ngoại hình các giống bên trong cây này thì ngọn mạ lớn nhá. Đây, ngoại hình giống bên trong này. Hầu như thì cũng khá là ok, cũng khá là sáng cần, hầu như không có trầy xước gì đáng kể cả. Đây cũng có xước thôi này. Là giống bên ngoài cùng rồi. 3 4 và 5 giống, cây này có tổng cộng là 5 giống nha mọi người. Thì ngọn của cần, ngọn lớn này. Cái dòng này thì cái ngọn có vẻ nó dẻo nhưng mà nó không có bị mềm cần nha mọi người. Ngọn lớn nhưng có vẻ nó hơi bị dẻo. Dẻo cái phần ngọn thôi ạ. À. Còn độ cần nó không có bị mềm cần hay là ỏng cần hay gì cả. Thì cây số 13 này dài 48, khi rút về còn lại là 115 cm, có gốc có độ lớn là phi 27.5 và ngọn số 1 có độ lớn ngọn là 1.9 ly. Thì cây này độ cứng tầm cũng khoảng 2,5 hạt bên cần tay ạ. Và cây số nặng là 389 g, và cây số 13 này có giá là 650.000. Và tiếp đến là cây số 14, cây cuối cùng. Cây 14 này em có một cây cần Marone, dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật, chui của cần thế này. Cây này thì gốc cũng khá là nhỏ gọn. Cái này gốc tầm khoảng có độ lớn là phi 19.4. Bát là bát gặp Fury FS6 như thế này ạ. Dài 4,5 m, ngọn số 2. Ngoại hình cây này thì cũng khá là sáng. Trài xước khá nhỏ thôi. Đây là giống bên ngoài. Marone, biểu tượng của dòng cần này. Dài 4,5 m, ngọn số 2. Có những vết trài thế này. Trài xước đây, có những vết tróc sơn như vậy, như thế này nha mọi người. Và khuyên của cần. Khuyên của cần đây là khuyên Fury cả. Thì cây này có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Khuyên Fury loại xứ xám. Thì cây này có một khuyên cái này. Khuyên này nó hơi bị đi không được đẹp cái phần khuyên này một tí nha mọi người. Nó hơi bị sần sùi cái khuyên này một tí. Nhưng mà cái lòng xứ bên trong thì khá là ok. Chỉ cái phần nhựa bên ngoài thôi. Ngọn cây này thì ngọn khá là lớn. Cây này ngọn có độ lớn là 1.9 ly nha mọi người. Ngoại hình các giống bên trong. Dài 4,5 m. Thì cái này ngoại hình giống bên trong thì cũng khá là ok. Trài xước thôi, những cái đường sờn xước cũng khá là mảnh thôi. Không nhiều lắm đâu. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào. Giống thứ hai. Cây số 12 này dài 4,5 m, khi rút về còn lại là 105 cm, gốc có độ lớn là phi 19.6 và ngọn có độ lớn là 1.9 ly, có độ cứng tầm khoảng là 1,5 hạt đến 2 hạt bên gần tay ạ. Ngọn số 2, cân nặng là 198 g, và cây số 14 này có giá là 650.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 14 mã cây cần ISO của mình, chất liệu là carbon. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0974088309, và khách chốt hàng có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết nối Zalo, hoặc là có thể nhắn tin nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.